đến đây. Chữ hờ nhá, mình chữ hờ này. Đấy, đây, ví dụ đây cái trục thẳng này. Đấy, chia đôi nhá. Đấy, cái trục thẳng này. Đấy. Cái này nó là trong trong hình nửa hình oval nhá. Em nhìn thấy không? Nhìn thấy hạt gạo ấy. Rồi bắt đầu nhớ lại cái led lượn đầu tiên này. Làm quen bút vào lại. Đấy. Này, chỗ này là hình oval nhá. Đấy, đấy. Ghi lại này, nhớ đặt bút này. Đặt bút hướng 6 giờ nhá, mặt cạnh này này. Đấy, xong mình hành bút xuống, mình che vào cái led đặt bút đấy. Đấy, đó. Chỗ này nhớ 50-50 này, nhớ đấy nhá, 50 nhá. Đấy, cái này lại quay lại cái bài làm quen bút này. Đấy, quay lên. Đấy. Xong rồi viết cả chữ nhờ vào luôn nhá, chữ nhờ này. Đấy, đặt này. Chữ nhờ hờ l với chữ hờ bằng nhau là coi như là chữ n này là l hoa đấy. Bằng nhau này, chiều cao độ bằng nhau. Đấy. Em về em chỉ tập này thôi. Chữ nữa. Được, rồi. Thế bây giờ là chữ A nữa. Chữ A thì nằm trong cái hình vuông này. Đấy, làm được chéo này, cái lưng chữ A nhé, mở lên đây này, đây em đặt này, này. Quay này, đấy, nhé, viên bút đầu nét này, đấy, cái chỗ này này nó lại giống cái nét móc chữ A nó giống chỗ chữ hờ này, này. Đấy, thế thôi. Xong rồi viết lối vào chữ nha là được. Đấy, này, lối vào đầu chữ A này. Đấy. Cho em chữ N thường nữa ạ. Ừ. Rồi, cũng được. Đây. N thường mở nét 30 độ nhé, so với đường thẳng nhé. Còn cái dấu ớ nhá. Dấu ớ này. Dấu ớ mình đặt ngang này 9:15 đây gọi là 9:15 nhá. Quay. Đấy lại thu bút về đúng cái đường ấy. Đường ngang này gọi là đường 9:15. Em đặt này. Đấy. Còn cái dấu ngã thì nó giống đặt bút giống chữ N này, ví dụ dấu ngã này. Ví dụ đây là chữ N này, chữ N đây đúng không? Đấy, chữ N. Đấy. Dấu ngã thì mình sẽ cho nhỏ hơn này một tí thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ gom cái đầu bút này nhỏ lại. Đấy. Đấy, mình có chữ N bé, đúng không? Đấy, dấu ngã này, chỉ có hành bút ngược đi lên, ngược lên này. Đấy. Đấy, đặt vào đây. Đấy. Không phải bé hơn cái nét này. Này.